Phẩm Nhạc, Nhưng Cố Là Nhau Gọi Sinh, Sinh Gọi Nhau Là Cố Nhân, tác giả Sông Ngọc. Hôm nay là 18 tháng 8 2017, 11:55 sáng thứ sáu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, rằng mắt trời mưa phố xưa mà buồn tên, gót mòn tìm dư hương mà ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mà em ơi, một tình yêu mà thoát trên cái tầm tay. Tôi trở về đây với cái con đường xưa, đau bóng người thương cố nhân mà về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây mà vòng đưa, công viên mà lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im mà cúi đầu. Thu đến thu đi mà cho lá vàng cái lại bay, em theo bước về cái nhà ân tình mà xưa mà đã lỡ, thời gian nào mà bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành mà lòng quên. Phố buồn mình tôi mà bước chân cái lè lôi, dày giấc trời mưa mà bỗng nghe cái mặn môi, nỗi niềm mà chuyện tình năm xưa người ơi, xin ghi mà nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau mà cố nhân u sầu. Bye. Hát cho vui, xin tác giả bỏ qua. Thank you.